Alo alo, chào các bạn, mình là Hoàng. Đây sẽ là mình làm video về nước hoa, đời sống và những thứ mình thích. Chúng ta thì đang nghe quá nhiều về các hãng nước hoa đến từ Pháp này, Mỹ này, Anh Quốc này, Ý rồi. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nhá. Thương hiệu mình đang nói tới đó chính là Zillian, một thương hiệu đến từ đất nước Thụy Sĩ. Zillian thì đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019, mà cụ thể là tháng 12 năm 2019, nên tính ra cũng là một thương hiệu khá mới mẻ tại Việt Nam đấy chứ. Và mình đã chọn ra 3 sản phẩm có thể nói là đặc trưng nhất của họ để trải nghiệm. Đó là 3 chai nước hoa thuộc bộ sưu tập 147 của nam giới. Và theo hãng công bố thì cái tên 147 là cái tên được lấy cảm hứng từ cái khái niệm luôn xa trong Phật giáo Tây Tạng. 1 nghĩa là tính bản năng, sinh tồn. 4 là đại diện cho tình yêu, sự thấu hiểu. 7 là trí tuệ, nhận thức. Thực sự mình cũng không hiểu cái này cho lắm, không hiểu cái ý nghĩa của mấy con số này cho lắm. Mình cũng chưa thấy cái sự liên quan giữa nước hoa với cả Phật giáo Tây Tạng cho lắm, nhưng mà kệ đi. Mình sẽ xịt 3 cái mùi hương này ra để trải nghiệm nhá. Chai đầu tiên chính là lớp Hangover. Ok. Thành phần chính của lớp Hangover là cam bergamot, tiêu, gỗ đàn hương và hổ phách. Chúng ta có một cái tổ hợp mùi gọi là cực kỳ quen thuộc và rất dễ để mix với nhau tạo thành một cái mùi hương nó nam tính và đa dụng. Hãng thì có mô tả đây là một mùi hương dành cho một quý ông lịch lãm chỉnh chu. Nhưng mà đối với cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy rằng đây nó giống như một chai nước hoa dành cho một anh chàng nó phong trần, nó bụi bặm hơn. Và theo cảm nhận của mình thì đây là một mùi hương đa dụng và rất dễ để sử dụng. Tuy nhiên thì nó không phải là một mùi hương quá khác biệt và nó không có được cái sự đột biến mà mình kỳ vọng của một brand mới mẻ như thế. Nhưng khách quan mà nói thì đây là một chai nước hoa ổn với một bộ đồ casual, hoặc là có thể sử dụng với những bộ đồ nó bụi bụi và nó nam tính một chút thì cũng ok la luôn. Về khả năng lưu mùi thì nó lưu mùi được trên da của mình được khoảng 6 tiếng đến 7 tiếng gì đấy, thì mình nghĩ như vậy là cũng tương đối ok rồi. Tổng kết lại thì đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ là nó khá đa dụng và dễ dùng với một anh chàng có phong cách nó hơi bụi bặm và phóng khoáng một chút. Sang đến chai thứ hai, đó chính là The Art of Seduction. Thành phần chính của The Art of Seduction đó chính là hoa ngọc lan tây, gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng và nhựa cây. Nếu như cái anh chàng đầu tiên là một anh chàng có phần bụi bặm, nó hơi gai góc một chút, thì sang đến anh chàng thứ hai này, đó là một anh chàng vô cùng ấm áp. Chúng ta có một cái vựa gỗ trong chai nước hoa này, gỗ và nhựa cây, nghe thôi đã đủ cảm nhận được đây là một chai nước hoa mà nó rất là ấm áp rồi. Và có một điểm mình thích ở chai nước hoa này, đó chính là cái tông hương gỗ trong này nó được xử lý tương đối mềm mại, không quá ngọt mà nó rất đàn ông. Và theo cảm nhận của mình thì đây sẽ là một mùi hương dành cho một người đàn ông mà nhiều trải nghiệm một chút, và chắc chắn nó sẽ không phải là một chai nước hoa dành cho mấy cái bạn tuổi teen kiểu non choẹt đâu, mà phải là một người đàn ông đã nếm trải mùi đời nó nhiều một chút thì xịt chai này nó mới hợp được. Tất nhiên nói như vậy thì không có nghĩa là cái chai nước hoa này là một chai nước hoa mùi nó mà già đau già đớn đâu, mà ý của mình ở đây ấy là nếu một người mà có một cái sự trưởng thành nhất định khi sử dụng cái chai nước hoa này thì nó sẽ phù hợp hơn. Và với một chai nước hoa hương gỗ như thế này thì chúng ta có một khả năng lưu mùi tương đối tốt. Tuy nhiên là chống chỉ định vào mùa hè nhá. Nếu bạn mà đem cái xưởng gỗ này mà đến công ty hay là đi gặp đối tác thì cũng xin là hơi mệt mỏi đấy. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng nó vào mùa thu hoặc là mùa đông thì nó sẽ là một câu chuyện rất khác đấy. Nó sẽ là một sự lôi cuốn dã man đấy. Và chai thứ ba đó chính là I'm not a bad man, tao không phải là thằng tồi. Xin ta đã nào. Ồ, ngọt đấy. Thành phần chính của I'm not a bad man là quả lê, hoắc hương, xạ hương và đậu tôn ca. Ngọt, siêu ngọt. Và một lần nữa mình lại phải bất đồng quan điểm với nhà sản xuất rồi. Cái chai nước hoa I'm not a bad man này
chắc chắn là dành cho bad boy. Hoặc có thể là cái tên đầy đủ của nó là I'm not a bad man, I'm a bad boy thì đúng hơn. Bởi vì đây chắc chắn là một mùi hương của bad boy chính hiệu. Đùa vậy chứ cái tên của cái chai nước hoa này ấy, I'm not a bad man ấy, thì nó có ý nghĩa là một lời thú tội của một người đàn ông. Tức là kiểu bề ngoài nó không nói hết lên được con người của người ta. Nhưng mà nói gì thì nói vẫn phải công nhận đây là một cái mùi hương mà nó rất ngọt, nó cực kỳ ngọt và nó sexy. Và quả thực đây không phải là một chai nước hoa dễ dùng. Và nó cũng không phải là một chai nước hoa dành cho mọi nhà. Bởi vì không phải là ai cũng dám xịt lên người một cái mùi hương nó cá tính như thế này. Và nó cũng không quá đa dụng nữa. Chúng ta chỉ có thể sử dụng nó vào mùa thu hoặc mùa đông thôi. Bởi vì nó thực sự là nó ngọt. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như bạn là một người tự tin, bạn muốn thể hiện cá tính, thể hiện quan điểm của mình, thích một mùi hương ngọt và đưa mùi cực khủng, thì I'm not a bad man là một chai nước hoa dành cho bạn. Thì vừa rồi là ba chai nước hoa của Zillian mà mình đã trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Và không biết ở đây đã có anh em nào đã dùng thử cái dòng 147 của Zillian chưa thì comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, và bây giờ sẽ là phần quà dành cho những người đã xem đến đây. Đó chính là mình sẽ dành tặng ra 5 chai nước hoa của bộ sưu tập 147 của Zillian này luôn. Và 5 bạn may mắn nhất thì mỗi bạn sẽ được trúng một chai nước hoa ngẫu nhiên thuộc cái bộ sưu tập mà mình vừa review vừa rồi. Tất cả những gì các bạn phải làm đó chính là like cái video này này, subscribe channel của mình này và share video này lên Facebook. Kèm theo đó là hashtag XXIVXZillian. Và sau đó bọn mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên 5 bạn may mắn nhất để trúng giải. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay hoặc thấy không hay thì nhớ subscribe ủng hộ cho channel của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.